khi được tập luyện cùng đội ngũ California Transformation Challenge thì Quý cảm thấy có nhiều động lực hơn để đến phòng tập mỗi ngày, và chế độ ăn uống cũng trở nên hợp lý và khoa học hơn. Trong khoảng 3 tháng thì Quý giảm được 10% mỡ và tăng được 4kg cơ, và các phần như thắt eo rồi bắp tay được săn chắc hơn và tỷ lệ mỡ nó giảm rõ rệt. Trước khi tham gia thử thách thì cơ thể Quý do tập luyện sai động tác thì hay bị đau lưng, nhưng từ khi tham gia thử thách thì được huấn luyện viên chỉnh sửa các động tác của mình sao cho phù hợp nhất, và từ đó thì cái bệnh đau lưng của Quý nó được giảm rất là rõ rệt và bây giờ là hình như là không còn nữa. Việc thay đổi hình thể giúp Quý có một cơ thể khỏe khoắn hơn, săn chắc và một thần thái tự tin tươi trẻ hơn, và nó rất là phù hợp với công việc là một người mẫu thể thao mà Quý đang hướng tới. Trước khi mình chưa tập luyện chuyên nghiệp thì với những shoot hình mà đòi hỏi sự năng động thể thao, Quý vẫn còn lóng ngóng trong những cái shoot hình đó. Nhưng mà từ khi tập luyện chuyên nghiệp, Quý cảm thấy tự tin hơn và biết được cái thế mạnh đường cong cơ thể. Câu nói mà Quý cảm thấy truyền cảm hứng nhất đó là: muốn đạt được những việc bạn chưa từng có, bạn phải làm những việc bạn chưa từng làm. Chúng ta hay tự đặt ra những giới hạn cho bản thân mình, nhưng Quý nghĩ đó chỉ là những sự tưởng tượng. Và nếu bạn đã vượt qua được một lần thì chắc chắn những lần sau bạn sẽ còn làm tốt hơn như thế nữa. Quý đã thay đổi được hình thể của mình và Quý tin chắc rằng tất cả các bạn cũng sẽ làm được như thế.